Cánh chim ba miền là bài trường ca về quê hương, gồm 4 tiểu đoạn do nhạc sĩ Kim Thanh soạn theo ý thơ của Trịnh Tây Ninh. Mời quý vị cùng theo dõi cánh chim xoải cánh qua ba miền đất nước. Phần 1. Cánh chim bay về thăm đền Hùng, chùa Hương theo làn điệu dân ca miền Bắc trong một ngày bình minh sáng tươi với 4.000 năm văn hiến vẫn đầy dư. Phần 2. Được biên soạn theo làn điệu dân ca miền Trung, miền quê hiền hòa như dòng sông Hương, nhưng trời bỗng dưng nổi sóng, bão tố phong ba từ phương Bắc thổi về làm nước cuốn người trôi, đôi chim lạc đầu tan tác nhưng vẫn kiên trì tìm nhau. Phần 3. Với làn điệu dân ca miền Nam, dù bao đau thương nhưng cánh chim vẫn bền lòng để rồi cùng tìm được đường về xây dựng tình người trong khúc nhạc vui tươi. Đây ngày mới đang tới, đây mùa thanh bình, bài ca dân chủ vang trên khắp xóm làng. Nhiều như nhau, bánh lá, bánh mâm chờ mong.
miền Nam bay ngang qua dòng Cửu Long, dù đau thương chim vẫn bên lòng cất tiếng kêu gọi nhau, cất tiếng kêu gọi bầy đoàn trên vượt núi bay xa ơi, họ là họ ơi. Về miền Nam nắm tay xây dựng non sông, thuyền ngày xưa có dính con rồng, uống mình đường trên không bay trên dòng trời rồng, với lời ru trên sông xuân đông thơm lúa chín, tình người sao thiết tha.